Vâng, tôi cũng mới đồng xin chào tất cả anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu tới chị một tác phẩm Thành Tâm Bái Phật được chế tác từ chất gỗ giá trị nha chị nhá. Tác phẩm này là một cái nguyên một cái khối liền, khối gỗ khoảng cỡ 2 tạ nha chị nhá. Và chế tác ra tác phẩm này, như chị đang nhìn thấy tổng quan tác phẩm này rất là to, và bây giờ thì em đang đi về phía sau của tác phẩm, và chắc chắn một điều rằng là anh chị đang không nhìn thấy em đâu rồi. Tác phẩm này thì với kích thước là chiều cao là 1m36, chiều ngang là 1m14 và chiều sâu là 35. Chiều cao khung kỷ của tác phẩm là 1m08 nha anh chị nhá. Và tác phẩm này thì có giá chỉ là 18.500.000 đồng thôi. Bên em bao ship luôn cho anh chị một tác phẩm siêu to siêu khổng lồ như này. Thành Tâm Bái Phật gỗ xá xị và nguyên một cái khối gỗ ấy. Với kích thước cao 1m36, ngang là 1m14, chiều sâu là 35. Chiều cao khung kỷ là vâng cao 1m08 nha anh chị nhá. Vâng, và xin mời anh chị thưởng lãm. Vâng, rất là tuyệt vời, kênh bong sắc nét thần thái đẹp. Anh chị nhìn thấy đây là cái tán lá bồ đề này, tục tách hẳn ra rất là tuyệt vời, và chiêm ngưỡng thần thái của ngài đấy ạ, cực kỳ tuyệt vời luôn. Nguyên một cái khối gỗ, gỗ gốc cây chất gỗ già đanh xá xị, hay còn được gọi là gù hương nha anh chị nhá. Vâng, và anh chị nhìn đây ạ, đường vải này, thần thái chất gỗ già. Vâng, thần thái rất là tuyệt vời. Phía sau là ánh hào quang, và bên cạnh đó là những cái tòa, vâng, những cái tòa tháp, tòa nhà và những cái dãy núi. Vâng, như dãy núi đây tỉa ra đây, nhìn tạo ra cái độ gồ ghề. Vâng, như dãy núi vâng sừng sững. Nhưng mà lại còn có điểm thêm những cái tán tùng nữa anh chị nhìn đấy ạ. Những cái tán tùng này nữa. Vâng, tạo thêm cho cái bức tranh cái bối cảnh nó thêm sinh động hơn. Và tán tùng anh chị nhìn đây ạ, cành bông tách hẳn ra cái thân cây tùng này, có cái độ xoắn của cây nha anh chị nhá, độ xoắn như này, làm như này thì tỉ mỉ hơn anh chị nhìn đó. Mái nhà là mái cong như anh chị nhá, mái cong thì sẽ đẹp hơn. Ở cái phần mái đình này, mái chùa, mái cong, từng cái viên ngói một tỉa to. Vâng ạ, tác phẩm Thành Tâm Bái Phật với chiều cao là 1m36, chiều ngang là 1m14 và chiều sâu là 35. Còn chiều cao khung kỷ là 1m08. Nguyên những cái phôi gỗ nha, phôi gỗ này là 2 tạ trên 2 tạ thì chế tác ra tác phẩm này. Một cái tác phẩm ở vâng nguyên khối như này rất là giá trị luôn. Và bên em có một cái mức giá rất là ưu ái, đó là chỉ là 18.500.000 đồng. Và đặc biệt đó là tặng kèm với chị một cái kỷ, một kỷ rất là đẹp luôn. Và lại còn bao ship nữa luôn cho anh chị. Anh chị nào mà mong muốn sở hữu tác phẩm này thì có thể liên hệ với bên em, Tượng Gỗ Nguyễn Hồng ở làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương nha anh chị nhá. Và bên em là xưởng chế tác. Anh chị có thể liên hệ với bên em 0987336318, 0966336318 nha anh chị nhá. Tác phẩm Thành Tâm Bái Phật, nguyên một khối gỗ xá xị, hay còn được gọi là gù hương, một cái dòng gỗ thơm với chiều cao 1m36, chiều sâu là 1m14 và chiều ngang 1m14 và chiều sâu là 35. Chiều cao khung kỷ là 1m08 nha anh chị nhá. Vâng, và xin mời anh chị chiêm ngưỡng tổng quan lại một lần nữa, sau đó là sẽ đi sát vào chiêm ngưỡng từng đường nét một để cho anh chị thấy được cái độ đẹp kết hợp của cái phôi gỗ hàng ngũ gốc tự nhiên và chế tác ra một cái tác phẩm như này. Vâng, đó anh chị nhìn thấy đấy ạ, thần thái của ngài tới cái tán bồ đề, cái cây bồ đề rủ xuống với những chiếc lá mềm mại tỉa to, và cái thân cây bồ đề mềm mại như nào. Vâng, anh chị đang nhìn thấy ở cái góc nhìn, những góc nhìn khác nhau thì anh chị sẽ thấy được cái độ mềm mại và đó cái độ kênh bong đây ạ. Vâng, đó rất là tuyệt vời luôn, và cao, rất là cao luôn, anh chị nhìn thấy đấy. Ở phía sau chúng ta nhìn thấy đây, phía sau thì bên em đánh sần lên để tạo ra những phần vách núi này có cái độ sần này. Anh chị nghe thấy tiếng gỗ vào ấy, rất là đẳng gỗ luôn, chắc lình lịch luôn nha anh chị nhá, sắc lình lịch. Vâng, phía sau chúng ta nhìn thấy đây là những cái dãy núi sừng sững, và đây là một cái tòa tháp này, đó rất là tuyệt vời luôn. Nguyên một khối gỗ rất là to chế tác ra tác phẩm, và giá thì chỉ có 18.500.000 đồng thôi, bao ship lại tặng kỷ nữa, một mức giá rất là mềm mại. Vâng, của bên em Tượng Gỗ Nguyễn Hồng xin giới thiệu tới chị trong cái video ngày hôm nay. Và anh chị nào mong muốn sở hữu tác phẩm đừng quên là nhấc máy lên, có thể qua điện hoặc là nhắn tin Zalo cho bên em
0987336318, 0966336318 nha anh chị nhá. Vâng ạ, và em xin cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi và ủng hộ bên em trong suốt thời gian vừa qua, và đặc biệt hơn nữa đó là trong video này, anh chị nào thấy tác phẩm đẹp có thể cho bên em xin một like, và anh chị nào chưa đăng ký kênh YouTube Tượng Gỗ Sửa Mái Lồng của bên em thì có thể nhấn vào nút đăng ký và kích vào hình cửa chuông để cập nhật những video mới nhất về những cái tác phẩm mới nhất mà bên em chế tác ra nha anh chị nhá. Em xin chào tất cả anh chị và hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo ạ.